bây giờ thì mình sẽ vào khu nhà trọ này để khám phá nha các bạn. Thì khu nhà trọ này á, là lúc trước á, vẫn ở bình thường thôi, nhưng mà những cái sự việc tâm linh á, nó khiến cho ai vào ở cũng gặp những cái chuyện bí ẩn, nào là bị bóng đè nè, rồi bị những cái sự việc mà tóm lại là quyền bí lắm. Rồi người ta ở đây người ta cũng không có làm ăn gì được nữa. Còn thấy không, nhà trọ nè, mục hết luôn. Đây là cái gác nè, trên đây là cái gác nè, mục bỏ hoang lâu lắm rồi. Cái khu trọ này là bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Người ta chia sẻ mình là như vậy đấy. Hồi trước đó là vẫn ở bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà có điều là vào ở cao nhất là được tầm 3 tháng là hết mức, mà người ta dọn đi, mà ai dọn đi cũng trong cái tâm trạng hoang mang hết. Cứ vào ở bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà 3 tháng, cao nhất là 3 tháng là dọn đi. Nào đó người ta ở, người ta che lại luôn cả cửa đó nữa. Bị bóng đè rồi bị gặp ác mộng đủ thứ hết trơn á. Ui, cái nhà này dọn đi mà còn lại cái đầm phụ nữ luôn. Đầm phụ nữ nè, guốc nữa nè. Đây có hai đôi guốc nè. Còn thấy không? Rồi đồ nít nữa, tả lót gì lần xoăn nè, quá trời. Ôi, còn thấy không, quá dữ dội, nguyên khu luôn á. Cửa với lại cửa sổ này nè, mình nghi á, chắc là bị trộm á. Bị trộm á, nó thấy bỏ hoang, không có người ở, nên nó vào nó gỡ hết. Đây là chắc là cái chỗ này là cái cầu thang để lên gác. Này là phòng cuối nha các bạn, phòng cuối của dãy nhà trọ nha. Cái phòng cuối có cái dấu hiệu ủ mối, nó đang đùng lên, mối đang ùng lên. Trời, ai đốt nhang mà cắm vô ngay chỗ con cầu trời. Đừng nó đi vệ sinh mà bị ma nhát nha. Đi vệ sinh bị ma nhát rồi cái cấm đó luôn nha. Cái phòng này là cái phòng cuối cùng, mà cái phòng này á là có ủ mối nha các bạn. Có ủ mối. Như các bạn đang thấy thì mình đang có mặt trong một dãy trọ mà được người ta cho là có ma. Thì với những người đến đây ở thì họ không thấy cái gì, nhưng mà họ bị bóng đè, rồi họ gặp ác mộng đó. Tóm lại là họ vào ở, những cái người mà ở lâu nhất á là 3 tháng là cùng, không ở lâu hơn nữa, cứ khoảng tầm 2-3 tháng thôi. Còn người nào mà yếu bóng vía là tầm tháng một bỏ đi, thì đã bỏ hoang lâu, cho nên là những cái cửa nẻo nè, những cái cửa sổ, những cái cánh cửa, và cũng như là cái phần cầu thang để leo lên đi xuống đó, cũng đã bị tháo dỡ. Mọi thứ chỉ còn lại là cái dãy nhà trọ, dãy nhà trọ thôi, không còn cái gì hết. Nhưng mà cái phòng này thì lúc mà người ta dọn đi vẫn còn sót lại đồ, là có guốc, có dép đồ, à, có cả đồ nít nữa. Cho nên là nhiều khi các bạn thấy mình quay á, các bạn nói là à chắc là nhà ta đang xây, rồi vào quay nói lung tung như là sự, thì ngay cái chỗ mà mình quay á phải có câu chuyện, có người dân chia sẻ mình mới chia sẻ lại các bạn được.
Nhưng mà có điều là không biết chủ của cái dãy nhà trọ này ở đâu, mình không biết cho nên mình không có xin phép được. Nhưng mà đã bỏ hoang hoàn toàn các bạn. Nó hoang tàn tới cái này. Cho nên khi mà mình vào quay như thế này á, không ai nói mình được, tại vì đâu ăn cắp phần trộm đâu, đúng không các bạn? Mình minh bạch mà chỉ đi khám phá, quay hình cũng như chia sẻ là những cái câu chuyện mà người dân chia sẻ mình thôi. Chứ bây giờ hỏi các bạn vào cái ngôi nhà hoang như thế này, một dãy trọ hoang như thế này, lấy được cái gì? Đúng không? Chỉ có nhiều khi đó là những cái nhà mà người ta còn đồ đạc đồ bên trong nhiều đó, thì người ta nghi ngờ mình, người ta nói là này nó nọ, còn những nơi như này thì không ai nói gì đâu. Bật phần mềm lên để mà quét quét dài dài từ phòng đầu tiên cho tới cái phòng cuối cùng để xem là có vong linh hay không nha các bạn, mà bất cứ ai ở cũng bị nhát hết. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình xin phép mở phần mềm nha các bạn. Bây giờ thì đây là dãy trọ bỏ hoang mà được người ta đồn đại là có ma. Khi mà vào đây ở thì bình thường nhưng mà ra đi thì rất là hoang mang luôn. Mình đang ở trong phòng đầu tiên. Mình đang ở trong căn phòng đầu tiên. Không có cái gì hết. Bây giờ sẽ qua cái phòng thứ hai. Phòng thứ ba. Phòng thứ ba là cái phòng mà có đồ còn sót lại. Phòng chưa thấy gì. Chỉ có con ốc ma. Phòng thứ tư. Rồi, phòng cuối cùng. Sau khi mà quét hết dãy phòng này rồi thì mình cũng không thấy cái gì. Có thể là do là người ta yếu bóng vía, ở người ta bị bóng đè. Bóng đè thì có thể là do là người ta đi làm mệt rồi người ta nghỉ ngơi không có nằm đúng tư thế đồ các thứ cho nên nó là bị bóng đè. Còn gặp ác mộng thì thực sự thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm, thì cũng có thể là do mình đi giờ này đang là 12 giờ trưa, cũng không biết là vong linh họ có xuất hiện được hay không. Nhưng mà trước tiên là mình đã đi hết cái dãy trọ rồi, không thấy được cái điều chi hết trơn á. Nếu mà các bạn thích, các bạn ủng hộ cho mình một like. Lần sau mình sẽ trở lại ngay cái dãy trọ này để mà tiếp tục khám phá và xem thử coi là trong phòng mềm mình lúc đó có quay được cái gì hay không. Còn bây giờ trước mắt là không có nha các bạn. Tại vì mình không có muốn làm dài video ra, dài quá thì hầu như người ta xem người ta thấy nản quá người ta cũng tắt thôi. Cho nên mình tóm gọn video lại.
Rồi cho nên là cuối cùng kết lại là mọi người cho mình một like để mà trở lại đây một lần nữa nha các bạn. Karaoke bị đập vỡ rồi. Đúng rồi, hình như là một cái quán karaoke bị bỏ hoang. Rất nhiều đồ vỡ luôn. Ui, bên trong này có cái đống quần áo, giày dép gì rất là nhiều luôn. Rất là nhiều giày dép quần áo đâu nè. Nằm ngổn ngang nghi ngút luôn. Trong cái phòng này tao nói là ui chu cha ơi, là trời ơi. Không thể nào mà tưởng tượng được nổi. Nguyên một cái phòng toàn là những cái đồ quần áo. Bên đây thì giày dép. Cái gì đây? Cái này cái gì lão quá đây. Quá trời đồ luôn các bạn ơi. Gì đâu mà đủ thứ trên đời hết. Ơi bên đây có cái có bàn thờ rồi nè các bạn. Bên đây có một cái bàn thờ. Bàn thờ này giống bàn thờ ông Địa Hàng Tài quá. Bàn thờ giống bàn thờ Địa Hàng Tài quá. Cảnh gì đây? Này cái gì ta? Bằng cây. Quá trời luôn. Nón bảo hiểm, đồ vật dụng, những cái bóp, những cái ví nè. Ôi nếu mà bỏ hoang nha, nếu mà bỏ hoang thì họ dọn đi hết chứ mắc gì họ để lại ta, hay là có cái sự việc gì đó mà họ bỏ đi mà họ không lấy được đồ của mình luôn nè. Những cái đồ đạc của họ là ngổn ngang luôn. Không hiểu nha, cái này mình chưa hiểu lắm. Nhìn đổ nát như thế này chắc cũng bỏ hoang cũng lâu à. Mình thấy cũng tin tâm linh lắm mà thờ cái hình gì đây, lão quá gì. Này là nhà bếp quá, chắc là ông Táo. Thu chà. Phía bên đây là một cái phòng cũng khá là rộng luôn. Mà thấy không? Đó, rất là rộng luôn. Ồ, cái bàn này nãy mình nghĩ là ông Điện Tài đúng không? Nhưng không đâu, ở ngoài đây có cái bạn Điện Tài riêng nè. Bạn Điện Tài qua đây nè. Có gì các bạn, ui gì không, bốn bao bốn năm bàn thờ dưới trời, bốn năm bàn thờ dưới. Đây là những cái đồ cúng nè. Quần áo, giày dép. Mình không thể tin được luôn á. Mình thấy cái nhà hoang cho nên là mình ghé lại mình quay. Nhưng mà không ngờ lại là ghé ngay khám phá ngay cái chỗ massage. Quá trời luôn. Đây ngoài đây trang giày dép rồi.
cái phòng này thì thấy được được nhất, cái mấy phòng kia thấy ớn, phòng này thấy được được nhất, có vẻ là màu sắc hơn tí. Dài dép cái gì này. Thật sự rất là tò mò luôn, không biết là tại sao mà họ bỏ đi mà đồ họ hầu như lấy ra còn sót lại. Rất là nhiều luôn. Hình như là trong cái cao kê này là có cả trẻ em nữa các bạn. Có cả trẻ em nữa, mình thấy có những cái đồ trẻ em nữa. Quá trời luôn. Như các bạn nãy giờ đã theo dõi thì mình khám phá trong một cái quán karaoke, nhưng mà quán karaoke này rất là lạ luôn vì mình không thấy phòng hát ở đâu, chỉ đơn giản là thấy rất là nhiều đồ của phụ nữ, gối, những cái bàn thờ, 4-5 bàn thờ luôn. Giờ mình đi ra các bạn, nó rất là nhiều luôn. Thì các bạn xem video các bạn thấy như thế nào, hãy để cho mình một bình luận ý kiến bên dưới nha. Rồi bây giờ mình đi ra các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye các bạn.